Chị Hai ơi, chị Hai đâu rồi? Cái gì? Chị Hai đang làm gì vậy đó chị? Chị Hai đang hái hoa. Sao hái hoa mà sao hái hoài mà không hát? Chị đang ăn kem. Trời ơi, hay vừa hái hoa vặn kem sao chị rảnh quá vậy? Ừ. Thôi chị đi hái hoa nữa đi. Thôi, bye bye. Bye bye. Ừ, ha ha. Ta là người ngoài hành tinh sắc sần. Ta xuống thế giới này để tìm kiếm một bá phật. Nếu ai mở rảnh thì lên đây nghe chuyện. Ú, vợ con ở bằng đôn, chứ có nghe nên còn trẻ con. Từ rừng già cho đến với cây, vợ con ơi, vợ con ơi, voi con ơi, voi con ơi, màu lớn nhanh có đôi ngà to. Giỏi quá giỏi, có nhiều đó thôi, hết thuộc rồi. Giỡn chừng, ngoáy mũi. Mèo con ngoáy mũi. Chơi gì chứ ngoáy mũi. Ngoáy mũi là không có vui. Mèo là thích ăn cá. Mèo là liếm liếm. Ba sao? Tâm bậy. Mèo là thích ăn cá. Leo leo có chuột nhít chít chít. Leo leo cho chuột nhít chít chít. Đầm 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 đầm. Leo leo cho chuột nhít chít chít. Leo leo cho chuột nhắc chít chít. Đum 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 đum. Liêu liêu chú chuột nhắc chít chít. Liêu liêu chú chuột nhắc chít chít. Mèo mèo mèo. Giờ mặt như mèo. Im đi. Để chị nói chứ. Im đi cho chị nói chứ. Dạ chị Hai nói đây. Ủa mà sao em là con gì chị quên mất tiêu rồi? Em là con mèo. Con mèo làm sao mà đeo cái nơ được? Dạ, bây giờ chị Hai muốn ăn cái gì? Dạ em muốn cái gì? Em cho chị Hai ăn ăn bánh pizza nha. Thôi, giờ không ăn đâu. Chị Hai muốn ăn cái gì? Chị Hai muốn ăn bánh hamburger. Hamburger hả? Hay mũi. Mà em ghê quá à. Không có ghê đâu. Đâu rồi? Chị Hai ơi, chị Hai đâu rồi? Cái gì? Chị Hai đang làm gì vậy đó chị? Chị Hai đang hái hoa. Sao hái hoa mà sao hái hoài mà không hát? Chị đang ăn kem. Trời ơi, vừa hái hoa vặn kem sao chị rảnh quá vậy? Ừ. Thôi chị đi hái hoa nữa đi. Thôi, bye bye. Bye bye. Chị Hai, chị Hai. Chị Hai đang làm gì vậy? Chị đang học gì đâu? Chị vô học bài mà lên chị Hai ơi, cô giáo kêu. Ủa, đây là cái gì? Chị Hai đang làm gì vậy đó chị? Sao không vô học bài? À, tại vì chị Hai đi chơi. Đi chơi gì? Đi chơi quầy vậy? Có chị cô giáo đến đòn nghe chưa? Chị học bài không? Rồi xin chào mấy bạn, hôm nay là bé dưa hấu vừa mới tròn 12 tuổi, đã lộ 12 tháng. Giáo nhẹ. Thôi em đi cho chị coi chứ nè. Đi ra. Giáo là lưỡi. Mà. À thôi chị bé chứ em đi nha. Giáo giờ đi gãy đít.
Chị hai, chị thấy cái chích thuốc không? Tới giờ chích thuốc rồi. Thôi chị sợ chích thuốc lắm. Bị bệnh là phải chích thuốc. Thôi chị đâu có bệnh đâu mà. Chị bị bệnh điên đó. Trời ơi, ai cho em nói chuyện như vậy hả? À, chị không có điên, chị mới có bị khùng thôi. Mà em có bị khùng không vậy? Hơi chút chút. Trời ơi. Em làm gì mà em móc mũi vậy? Em bị ngứa mũi. Trời ơi, thì giả cái mũi. Chị có bị em móc mũi không trời? Em ghê quá. Thôi, thả ra đi, thả ra đi, thả ra đi, thả ra đi. Nó không nghe chị đi nói miệng. Anh hai, bác hai, bác em học bài. Anh hai, hay nhéo cái tay. Mỗi khi em làm bài sai. Chị hai, chị hai. Đi vô học bài. Dạ học bài để cho Mina học bài thay nha. Ủa sao Mina nhìn giống con heo quá vậy? Nhìn có vẻ khá hơn. Có hai cái râu giống hai cục mè. Nhìn khá là đẹp trai. Tương đối đẹp. Tay đẹp trai nhưng hơi bị khùng. Khùng không sao, khùng thì có thuốc uống chống khùng. Uống hết thuốc rồi nó còn khùng nữa. Ai còn thuốc cho mình thêm miếng thuốc rồi mình uống cho đỡ khùng nha. Đây dưa hấu của chúng ta đang lên hình. Đây em dưa hấu, đây là em dưa hấu nhảy nhỏ. Đây dưa hấu quay lại. Trời ơi dưa hấu không chịu quay mặt. Sao kỳ vậy? Đã là dưa hấu rồi phải biết thành dưa mà không dưa biết thành hết. Em đi 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 đi. Cái gì vậy chị hai? Chị làm cái thằng mà. Chị làm cái gì mà có cái gì ở trên đầu vậy chị hai? Chị làm cái thằng này chị chết rồi mà. Chị hai ơi, chị hai. Ôi. Chị hai đang đi ngủ chưa? Anh đã răng rồi. Chị đã răng bằng cái gì vậy? Chị đánh răng bằng chải hình trái tim. Mà sao chị không lấy kem chị đánh răng mà chị lấy muối vậy đánh răng chị dài? Chị đâu có đâu. Hay muối rồi đó nha. Chị hai nghe chị hai. Ơi cái gì vậy em? Em kêu chị hai bật tính mình à. Chị hai hát cho em nghe đi, em buồn ngủ quá à. Chị đâu biết hát bài gì đâu. Hát bài gì cũng được, em buồn ngủ quá. Chị đâu cho em ngủ đi. Thôi tụi ngủ tiếp nha. Chị bye bye, chị đi đây. Ủa mà em mẹ đâu? Nói chuyện chị hai vô cũng như không. Chị hai hát đi. Hai hát đây làm cái gì? Hát nghe cho dưa Quy. Em nhìn ngón tay chị nè. Sao màu đỏ gì? À chị Quy chứ máu. Tại sao bị chảy máu? Chị không biết. Móc cái mũi hả? Kệ em, chị đâu có móc mũi đâu. Kệ em chứ.